Chúng ta đang có mặt tại một cánh đồng hoa ở quận Long Biên, Hà Nội. Mới đây, chủ vườn đã dựng mô hình chiếc cúp vô địch bóng đá và lá cờ tổ quốc bằng 15.000 cây hoa các loại. Chiều dài của mô hình cúp khoảng 50m. Loài hoa được lựa chọn để dựng mô hình cúp vô địch bóng đá và cờ tổ quốc là hoa ngọc thảo. Chủ cánh đồng hoa cho biết đã dựng mô hình này vì muốn cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam sau khi giành được ngôi vô địch của AFF Cup và đang tranh tài tại Asian Cup 2019.